Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Vâng, nói đến chủ đề làm đẹp là chủ đề mà tất cả các chị em phụ nữ chúng ta quan tâm hàng ngày hàng giờ đúng không ạ? Nhưng chủ đề này thì gần đây cũng được rất nhiều các anh nam giới chú ý đến, bởi vì nhu cầu mong muốn đẹp là nhu cầu của tất cả mọi người. Chính vì vậy nên video ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm có thể giúp cho tất cả các thành viên trong gia đình bạn làm đẹp từ bên trong ngay tại nhà, vô cùng đơn giản và hiệu quả. Đó chính là sản phẩm cao ninh chi đỏ hộp gỗ thượng hạng. Vâng, sản phẩm này thì được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc. Mà các bạn cũng đã biết là đất nước Hàn Quốc là đất nước rất nổi tiếng với nấm ninh chi đúng không ạ? Và cao ninh chi thì được chiết xuất đến 90% từ nấm ninh chi. Thế nên nó được hấp thụ tất cả những tinh túy tốt nhất từ nấm ninh chi, kết hợp thêm với hồng sâm nữa cho ta sản phẩm cao ninh chi đỏ Hàn Quốc. Vâng, khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì ngoài cái việc mà nó tiện lợi ra thì nó lại có thể giúp cho chúng ta rất nhiều các công dụng, và đặc biệt phải kể đến đó chính là công dụng làm đẹp. Khi mà Nga sử dụng sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc thì điều mà Nga cảm nhận thấy trước tiên đó chính là giúp cho làn da của Nga được căng hơn này. Bởi vì trong đó khi mà tìm hiểu thì Nga biết nó có thành phần là gannadoric acid. Thành phần này thì là thành phần chính trong nấm linh chi, và nó có tác dụng quyết định chất lượng của nấm linh chi có tốt hay không. Chính vì vậy nó có tác dụng chống lão hóa vô cùng tuyệt vời, làm cho da dẻ của bạn đẹp lên, những nếp nhăn hay các vết thâm nám, tàn nhang trên khuôn mặt thì nó cũng sẽ dần dần được mờ đi và làn da của bạn nó sẽ sáng lên. Và nếu như mà bạn đang bị mụn hay là đang bị các vết thương ở trên da hoặc là các bệnh về da như là vẩy nến thì khi sử dụng cao linh chi nó sẽ có tác dụng giúp cho bạn lành được vết thương rất là nhanh, chống viêm, nên là các vết mụn ở trên da của bạn nó cũng sẽ được điều trị một cách rất là hiệu quả. Chính vì vậy nên nếu như bạn bị mụn hay là bị thâm nám tàn nhang hay là bị các nếp nhăn trên khuôn mặt hoặc các bệnh về da thì khi sử dụng cao nấm linh chi nó sẽ có tác dụng vô cùng tuyệt vời. Vâng, bên cạnh đó thì nó còn có chất polysaccharide. Khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ giúp chúng ta đào thải các độc tố trong cơ thể ra, như độc tố ở gan hay độc tố ở thận. Và những độc tố này thì nó có tác dụng rất xấu đến làn da của chúng ta đúng không ạ? Và đặc biệt rằng nó làm suy yếu các tế bào trong cơ thể, và khi mà các tế bào suy yếu thì chắc chắn rằng cơ thể của chúng ta sẽ bị lão hóa rất là sớm. Vì vậy nên khi mà chúng ta sử dụng cao nấm linh chi thì nó giúp chúng ta đào thải độc tố rồi thì làn da của chúng ta sẽ đẹp lên và chắc chắn là các tế bào sẽ khỏe mạnh. Bên cạnh đó nó còn có chất germanium hữu cơ. Đây là một chất giúp chúng ta ngăn chặn các gốc tự do xâm nhập vào cơ thể. Vâng, và nó còn chứa chất chống oxy hóa, giúp cho chúng ta chống được lão hóa này, đẩy lùi được các tế bào xấu. Chính vì vậy chúng ta sẽ kéo dài được tuổi thanh xuân và không lo lắng mà bị lão hóa sớm nữa. Đây là điều rất là quan trọng và cần thiết cho các chị em phụ nữ đúng không ạ? Và đặc biệt các anh nam giới cũng thế thôi. Khi mà chúng ta có được cơ thể dẻo dai và tuổi thanh xuân được kéo dài hơn thì chắc chắn rằng chất lượng cuộc sống cũng như là hạnh phúc gia đình của chúng ta sẽ được nâng cao lên một cách rất là rõ rệt. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nga thì rất là thích các sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm đẹp của Hàn Quốc, bởi vì đất nước Hàn Quốc là một trong những đất nước đi đầu vào trong ngành làm đẹp. Chính vì vậy nên các bạn hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng các sản phẩm của Hàn Quốc cho sức khỏe của mình, cho sắc đẹp của mình, cho tuổi thanh xuân của mình đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời ở chỗ là sản phẩm này nó lại phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Chính vì vậy nên khi mà bạn sử dụng hộp sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc thì không chỉ riêng mình bạn có được lợi ích về sức khỏe, mà tất cả các thành viên trong gia đình bạn cũng đều có được lợi ích đó. Đó chính là điều rất là tuyệt vời mà cao linh chi đỏ Hàn Quốc đã giúp được cho rất nhiều các gia đình có được sức khỏe và có được sắc đẹp tuổi thanh xuân như là mình mong muốn đúng không ạ? Ngoài ra thì sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc còn có rất nhiều tác dụng khác nữa mà Nga đã chia sẻ rất nhiều trong trang web Korea Shop 24 giờ. Bạn chỉ cần truy cập vào đường link trang web mà Nga để sẵn dưới phần mô tả video này thì bạn sẽ cập nhật được rất nhiều thông tin tuyệt vời từ tác dụng của cao linh chi đỏ Hàn Quốc, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590 để Nga có thể tư vấn trực tiếp cho bạn, hoặc những chuyên viên tư vấn về sản phẩm của Korea Shop 24 giờ sẽ hỗ trợ cho bạn, giúp bạn đặt hàng và giao hàng trên toàn quốc một cách nhanh nhất.
Vâng, bạn chỉ còn cách sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc chính hãng của Korea Shop bằng một cuộc điện thoại thôi ạ. Đừng quên gọi điện ngay cho chúng tôi sau khi xem xong video này để sở hữu sản phẩm chăm sóc sức khỏe tuyệt vời này nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.